Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Và bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump rút lại lời đe dọa đóng cửa biên giới cho Mexico thời hạn là một năm. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư 4 tháng 4 đã rút lại lời đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico. Thay vào đó thì ông cho nước láng giềng phía Nam thời hạn một năm cảnh cáo để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ và nạn buôn lậu ma túy. Tổng thống Trump nói nếu chính phủ Mexico không giải quyết vấn đề này trong vòng 12 tháng bằng các biện pháp chấp nhận được, Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng cách đóng cửa biên giới hoặc đánh thuế lên xe hơi nhập cảng. Ông Trump cũng thêm rằng, nhiều khả năng ông sẽ khởi sự bằng việc đánh thuế xe hơi vì đây là một phương pháp rất có hiệu quả. Trước đó, lời đe dọa đóng cửa biên giới của Tổng thống Trump đã gặp phải sự phản đối đáng kể từ các chính trị gia Cộng hòa và nhiều tổ chức thương mại vì cho rằng hành động này sẽ gây ra nhiều hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Bà Pelosi nói rằng, Tổng thống đã lợi dụng tuyên bố tình trạng khẩn cấp để chuyển đổi các nguồn ngân sách một cách bất hợp pháp và điều này đã phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ. Đáp lại, chính phủ Trump nói rằng tình trạng di dân tại biên giới hiện nay là một cuộc khủng hoảng và việc Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền hợp pháp của ông. Và tin liên quan đến Boeing, thưa quý vị, Boeing thừa nhận hệ thống kiểm soát AMCAS có thể là nguyên nhân gây ra hai vụ rơi máy bay. Giám đốc điều hành công ty Boeing là ông Dennis Muilenburg lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận rằng hệ thống kiểm soát của phi cơ 737 MAX có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn ở Ethiopia. Ông Muilenburg thay mặt công ty Boeing gửi lời xin lỗi vì nỗi đau mà những tai nạn này đã gây ra trên toàn thế giới và đồng thời cam kết công ty sẽ loại bỏ rủi ro này. Theo CBS, ông Muilenburg đưa ra lời xin lỗi sau khi Ethiopia công bố bản báo cáo điều tra sơ bộ về vụ tai nạn của hãng Ethiopia Airlines, cho thấy rằng sự tương đồng đáng kinh ngạc với vụ tai nạn của hãng Lion Air hồi tháng 10 năm 2018. Theo đó, thì chỉ trong 44 giây sau khi chuyến bay 302 của Ethiopia Airlines cất cánh, thiết bị cảm biến gặp trục trặc và khiến cho hệ thống tăng cường đặc kích cơ động đó gọi là MCAS tự động kích hoạt. 20 giây sau thì cảm biến này lại tắt và phi cơ đâm xuống mặt đất. Trong những phút cuối cùng, các phi công đã cố điều khiển nâng mũi phi cơ trước khi tắt MCAS theo hướng dẫn sử dụng của Boeing. Nhưng hành động này đã quá trễ, phi cơ nhanh chóng bị mất độ cao và lao xuống mặt đất, trong khi thì các phi công không thể điều khiển được phi cơ. Khoảng 30 giây trước khi tai nạn xảy ra, các phi công đã bật lại hệ thống MCAS, nhưng hệ thống này một lần nữa khiến phi cơ bổ nhào xuống với vận tốc là 575 dặm/giờ, thưa quý vị. Sau qua bản tin về Motel 6 trả 12 triệu Mỹ kim trong vụ tiết lộ thông tin khách hàng cho ICE. Theo tin từ Reuters, khách sạn Motel 6 vừa đồng ý trả 12 triệu Mỹ kim để giải quyết vụ kiện liên quan đến việc Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Washington cho biết là công ty này thường xuyên cung cấp danh sách khách hàng cho Văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ gọi tắt là ICE. Thưa quý vị, vào hôm thứ Tư ngày 4 tháng 4, Bộ trưởng Tư pháp là Bob Ferguson đã thông báo về quyết định hòa giải của Motel 6. Theo đó, số tiền này sẽ được chuyển cho 80.000 khách hàng từng thuê phòng tại 7 chi nhánh của Motel 6 ở tiểu bang Washington từ năm 2015 và 2017. Ông Ferguson cho rằng quyền riêng tư của họ đã bị xâm phạm vì Motel 6 bí mật cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho ICE và ít nhất là 9 cư dân sinh sống ở tiểu bang Washington đã bị bắt giữ. Ngoài ra, ông Ferguson nói thêm là Motel 6 cũng cam kết không cung cấp thông tin của khách hàng trên toàn quốc nếu không có lệnh hợp pháp, cũng như cải thiện tiến trình đào tạo nhân viên. Trong một tuyên bố,
Motorsix cho biết là công ty rất hài lòng khi hòa giải thành công, đồng thời khẳng định sự an toàn và bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của họ. Sau qua bản tin mới về Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ là Kirsten Nielsen từ chức. Thưa quý vị, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ là Kirsten Nielsen đã từ chức vào ngày Chủ nhật 7 tháng 4 vừa qua, trong bối cảnh di dân ở biên giới với Mexico đang tăng mạnh. Hãng tin Reuters trích lời một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết rằng Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu bà Nielsen từ chức và bà đã đồng ý. Tổng thống Trump, người gần đây đã tỏ ra tức giận về tình hình ở biên giới, cho biết trên Twitter, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirsten Nielsen sẽ rời khỏi chức vụ của bà và tôi muốn cảm ơn bà vì sự phục vụ của bà. Trong một tweet khác thì ông Trump cho biết, ông Kevin McAleenan, Cục trưởng Cục Bảo vệ Biên giới và Hải quan Hoa Kỳ sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, trong một thông tin đăng trên Twitter vào ngày 7 tháng 4, bà Nielsen nói rằng bà sẽ lưu lại ở vị trí Bộ trưởng chờ đến ngày thứ Tư, tức là ngày 10 tháng 4. Tôi đã đồng ý lưu lại với tư cách là Bộ trưởng cho đến ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 4, để hỗ trợ cho quá trình chuyển giao có trật tự và bảo đảm rằng các nhiệm vụ quan trọng của DHS không bị ảnh hưởng. Bà Nielsen năm nay 46 tuổi, đã làm Bộ trưởng DHS từ tháng 12 năm 2017. Việc bà ngưng chức đã liên tục được đồn đại trong năm qua, đặc biệt là sau vụ chính quyền thực hiện chính sách chia cắt các gia đình di dân không có giấy tờ hợp lệ ở Hoa Kỳ vào năm 2018, tại biên giới với Mexico. Và gần đây nhất là các quan chức biên giới Hoa Kỳ ước tính rằng có đến 100.000 người di cư đã bị bắt giữ tại biên giới phía Nam vào tháng 3, mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Và thưa quý vị, trong lá thư từ chức thì bà Nielsen yêu cầu Quốc hội cũng như tòa án hãy tiếp tục can thiệp và phản đối các sáng kiến của chính quyền Trump trong nỗ lực nhằm hạn chế nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo cũng như xây bức tường biên giới. Tiếp theo bản tin sau đây nói về tranh cãi xoay quanh tờ khai thuế của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, tin từ Reuters vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 4, một luật sư của Tổng thống Donald Trump chỉ trích việc Hạ viện yêu cầu bản khai thuế của Tổng thống là nỗ lực sai lầm để chính trị hóa luật thuế. Qua đó thì cáo buộc các nhà lập pháp quấy rối cũng như can thiệp vào quá trình kiểm toán của Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS. Trong tuyên bố của luật sư William Consovoy, việc Chủ tịch Ủy ban Thuế Hạ viện Richard Neal yêu cầu thông tin khai thuế của Tổng thống là vi phạm các ràng buộc trong hiến pháp. Hiện nay, Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra của Hạ viện. Theo đó, cuộc điều tra của Đảng Dân Chủ Hạ viện đối với tờ khai thuế sẽ vén bức màn về hệ thống kinh doanh của Tổng thống. Trái với thông lệ của các đời Tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump đã từ chối công khai bản thuế, trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu nhiều công ty, gồm có sân golf, khách sạn, Trump Tower ở thành phố New York và khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida. Theo tin Reuters, những lo lắng về xung đột lợi ích bắt đầu dấy lên kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử, kèm theo đó là những câu hỏi về tổng tài sản, hồ sơ thuế và các giao dịch tài chính trong quá khứ của Tổng thống Donald Trump. Và bài viết và nói về Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Venezuela vào tuần tới. Kính thưa quý vị, cùng theo tin từ Reuters vào hôm thứ Sáu, tức là ngày 5 tháng 4, một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence sẽ có bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần tới về Venezuela, khi cơ quan 15 thành viên này vẫn có bế tắc cách đối phó với cuộc khủng hoảng chính trị cũng như nhân đạo tại Venezuela. Theo tin Reuters, thì Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc trong việc công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Hầu hết các quốc gia phương Tây đã công nhận ông Guaido là tổng thống Venezuela, nhưng Nga và Trung Cộng vẫn đứng về phía tổng thống xã hội chủ nghĩa là Nicolas Maduro. Theo đánh giá thì Hoa Kỳ và Nga đều thất bại trong các nỗ lực đối lập nhau nhằm thúc đẩy cơ quan này thông qua các nghị quyết về Venezuela vào tháng 2. Liên Hiệp Quốc ước tính khoảng 1/4 người Venezuela đang cần được hỗ trợ nhân đạo.
Ông Maduro luôn tuyên bố rằng Venezuela không hề có khủng hoảng và đổ lỗi cho các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế của đất nước. Vào tháng 2, thì quân đội chính phủ Venezuela đã chặn các đoàn xe viện trợ của Hoa Kỳ tiến vào từ Colombia và Brazil. Nhưng ông Maduro lại chấp nhận hàng viện trợ từ đồng minh Nga. Và trở lại bản tin liên quan đến Boeing, thì thưa quý vị, Boeing cắt giảm sản xuất phi cơ 737 MAX. Theo tin từ Reuters vào hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 4, công ty Boeing thông báo kế hoạch cắt giảm gần 20% lượng phi cơ 737 MAX sản xuất hàng tháng sau hai vụ tai nạn chết người. Và hành động này là tín hiệu cho thấy Boeing không kỳ vọng cơ quan hàng không cho phép phi cơ hoạt động trở lại. Hiện nay thì hoạt động chuyển giao phi cơ bán chạy nhất của Boeing đang bị đóng băng sau khi cả thế giới đình chỉ mẫu phi cơ này kể từ sau vụ rơi phi cơ của hãng hàng không Ethiopia Airlines vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Theo tuyên bố của Boeing, quá trình sản xuất sẽ được cắt giảm từ 52 phi cơ xuống còn 42 phi cơ mỗi tháng, bắt đầu từ giữa tháng 4 và không rõ ngày kết thúc. Các viên chức hàng không và Hoa Kỳ tin rằng phi cơ 737 có thể bị đình chỉ hay là ít nhất là 2 tháng, nhưng thời gian này chắc chắn có thể kéo dài hơn. Boeing cho biết họ sẽ không cắt giảm số nhân viên theo kế hoạch sản xuất mới. Và bên cạnh đó thì ông Muhlenberg nói thêm rằng hội đồng quản trị sẽ thành lập ủy ban để xem xét công ty thiết kế và sản xuất phi cơ. Theo đó thì ủy ban này sẽ đưa ra những cải tiến trong chính sách và tiến trình sản xuất dòng phi cơ 737 MAX cũng như các loại phi cơ khác. Kính thưa quý khán thính giả, đó là phần tin Hoa Kỳ. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng trong chốc lát và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần tin Việt Nam.